Chào. Chào mừng các bạn đến với website yogabysophie.com. Hôm nay Sophie sẽ hướng dẫn các bạn làm động tác chữ V ngược, downward facing dog, hay còn gọi là tư thế chó đứng mặt. Rồi đây là Long. Long sẽ cùng chúng ta làm động tác này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tư thế plank tập ván. Mông vai đầu trên một thẳng thẳng, hít vào, thở ra, lùi hông về phía sau, nhẹ nhàng bước hai bàn chân lên vào tư thế chữ V ngược. Rồi căn chỉnh cho hai bàn tay rộng bằng vai, nhấn hai lòng bàn tay xuống sàn, nhấn hai gót chân chạm thảm, thẳng gối hoặc khiêm nhẹ gối nếu là người mới. Mở hai tay khép vào trong để mở khớp xương bả vai. Rồi từ từ đưa hông lên cao, hóp bụng vào, thả lỏng cổ, mắt nhìn vào xuống hoặc nhìn vào giữa hai chân. Rất tốt, đây là tư thế chữ V ngược hoàn chỉnh. Động tác chữ V ngược đau đó có rất nhiều tác dụng cho chúng ta. Nó giúp cho chúng ta có một cái đôi tay rất là khỏe, giúp chúng ta thư giãn và kéo dài cuộc sống, thư giãn lưng dưới, giúp bạn giãn ngược cái cơ đùi sau. Ngoài ra thì động tác chữ V ngược đau đó còn giúp bạn có cái tuần hoàn máu tốt hơn, đưa máu lên não này, giúp bạn có thể ra đẹp và ngủ tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi động tác chữ V ngược đau đó mà Sophie vừa hướng dẫn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.